Tôi là Thầy Thích Thông Lai, gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Phật tử ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam. Bây giờ là 8 giờ 39 phút sáng ngày thứ ba. Bữa nay đó là tôi có một cái bài nói chuyện để mà trả lời một số câu hỏi của các Phật tử cao niên thuộc hệ thống Chùa Tam Quyên. Tôi nhắc lại, bản thân tôi là một tỳ kheo, đệ tử Phật. Thì trong đó có cái giới đầu tiên là giới sát. Tôi không có ủng hộ cái chuyện mà chém giết để mà sát hại sinh mạng lẫn nhau. Tuy nhiên tôi đang sống tại Hoa Kỳ. Và tôi lãnh đạo một cái hệ thống Phật giáo lớn tại Hoa Kỳ có hàng ngàn đệ tử. Cho nên tôi chỉ nhận định phân tích để cho đệ tử của tôi biết để chuẩn bị cho những cái cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2024. Thưa quý vị, nhiều người không có để ý tới cái sự quan trọng của ngày hôm nay. Đa số là người Việt Nam chúng ta coi rằng cái chức Chủ tịch Quốc hội là một cái chức rất bình thường. Nhưng mà nó bình thường khi mà một vị Tổng thống Hoa Kỳ có đầy đủ quyền lực. Nó bình thường khi một vị phó tổng thống có đầy đủ khả năng lãnh đạo quốc gia. Còn nó rất là quan trọng khi mà tổng thống ngu đần như Joe Biden và phó tổng thống không làm nên tích sự gì như bà Harris. Cho nên tôi đã theo dõi mấy ngày nay và tôi đã nói chuyện với các bạn bè người Mỹ của tôi, họ làm trong các cơ quan dân cử của Hoa Kỳ. Họ cho biết rằng tất cả thế giới đi vào cái thịnh vượng hay đi vào cái sự suy thoái là do cái cuộc bầu cử Chủ tịch Quốc hội của Hoa Kỳ quyết định. Quý vị thấy, ông bà chúng ta có một cái câu một tinh thần minh mẫn trong một cái thể xác tráng kiện, mà mình nhìn cái thể xác của Joe Biden với cái nhìn của tôi đó, con mắt của một đệ tử Phật, thì ông đã tử tướng đã xuất hiện rồi. Đi đứng không vững, nói năng không dám trả lời báo chí. Và quý vị thấy cuộc họp báo ngày hôm qua không? À, xin lỗi, 3 ngày qua. Khi mà tôi đã có một cái liêm tôi nói đó, tổ chức khủng bố Hồi giáo Hamas đã tấn công vào trong một cái lễ hội Tết âm nhạc của Do Thái, đã giết 260 người. Những người dân đến đó toàn là đàn bà, con nít và những người không có vũ khí để theo dõi một cái buổi Tết về âm nhạc ở gần cái biên giới của giải Gaza. Do ra mà ổng á, thì cả mười mấy tiếng đồng hồ không lên tiếng. Mà bây giờ ổng không lên tiếng, ổng ở đâu không quý vị? Lúc đó tôi tưởng ổng ở Delaware, gì đó là ngày thứ bảy. Tôi nghĩ là Tổng thống Joe Biden về nhà để mà nghỉ sau cái cuối tuần. Nhưng mà thật ra bây giờ tôi còn thấy nghĩa là rụng rời hơn nữa. Trong khi đó, Do Thái là đồng minh số 1 của Hoa Kỳ. Do Thái đã bị giết trên cả ngàn người, những người dân vô tội. Quý vị biết cái hình ảnh một người thiếu nữ Do Thái, bây giờ coi nó chiêu đi chiếu lại đó, mà khi mà nó kéo ra từ một cái xe Jeep, quý vị nhớ không? Rồi cái tụi Hồi giáo Hamas nó kéo ra mà cổ bị còng tay và máu me ở dính cái quần hết á. Thì đầu tiên á, là tôi nói chuyện với người Mỹ hỏi ông thấy cái gì không? Tôi nói thì thấy đây là một cô gái Do Thái bị cái tổ chức Hồi giáo Hamas nó bắt cóc, nó kéo ra và nó còng tay phía sau và nó cổ đang nằm phía sau cái cabo, cái cabin xe của xe Jeep màu đen. Thì nó kéo cô ra, nó đưa lên mà các ông, nó không phải. Cô gái này đã bị hãm hiếp. Cô gái này là cổ còn con gái và cổ bị hãm hiếp nhiều lần đến nỗi máu me ướt cả cái quần. Đó. Cho nên á, cái hành động thế thế này, và trong khi đó đó, hàng trăm người đã bị coi như là tàn sát và hàng trăm người bị bắt cóc. Trong đó có 11 người Mỹ đã bị giết. 11 người Mỹ đang du lịch tại Do Thái và bị giết chết. Trong khi đó còn có rất nhiều người Mỹ đã bị bắt cóc làm con tin. Mà Tổng thống Hoa Kỳ đó, cái ngày mà thứ bảy khi xảy ra chuyện, tới 2 giờ rưỡi chiều ổng mới lên đài, ổng nói chuyện 5 phút. Ổng nói ủng hộ Do Thái thôi, nhưng mà ổng không dám đứng trả lời những câu hỏi của các báo chí. Mở cuộc họp báo mà chỉ ra đọc giống như đọc diễn văn 5 phút.
rồi không dám trả lời báo chí. Và cái ông ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông diều, ông đi vào liền vì sợ nói tầm bậy tầm bạ là coi như càng chết nữa. Mà bây giờ tôi biết báo chí nó chửi tùm lum. Trong thời gian đó, ông đang tổ chức ăn barbecue ở ngay sau sân của White House. Trong thời gian dầu sôi lửa bỏng, hàng ngàn người Do Thái đồng minh thân cận Hoa Kỳ bị tổ chức Hồi giáo Hamas giết chết. Những phụ nữ, trẻ em, đàn bà bị hãm hiếp. Trong đó có 11 người quốc tịch Hoa Kỳ, tức là công dân Hoa Kỳ, bị bắn chết. Mà Tổng thống Hoa Kỳ ngang nhiên ở sau hè của White House tổ chức một buổi lễ ăn barbecue, cho tới khi bị phản ứng dữ dội của các dân biểu. Dân biểu mà dân biểu của bên cánh tả đó, họ nói rằng ông làm như vậy là ông sẽ giết chết uy tín của đảng Dân Chủ. Cho nên là Joe Biden mới từ từ ra nói chuyện 3 phút rồi bỏ đi vô đó quý vị. Quý vị nghĩ có điên không? Cho nên á, tôi nói rõ cho những người đệ tử cái hệ thống này, Joe Biden không có thực quyền. Tại sao tôi nói không có thực quyền? Lúc đầu á, quý vị nhớ khi mà cuộc bầu cử năm 2020 đã ngã ngũ và Joe Biden đã thắng phiếu vì một cái sự mờ ám nào đó. Mà quý vị biết không, cả 2 tháng ổng không được dùng Air Force One. Cả 2 tháng ổng không được bước vào trong tòa Bạch Ốc. Rồi khi ổng bước vào tòa Bạch Ốc, khi ổng nói chuyện, ổng ra một cái luật gì đó. Ổng vừa nói chuyện trước báo chí xong thì khoảng 15 phút sau, phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc ra nói là hồi nãy là Tổng thống nói không đúng, chúng tôi xin điều chỉnh lại. Tức là người ta, đầu tiên thì người ta tưởng ổng lẫn lộn. Nhưng mà cứ trải dài 2 năm rưỡi, cứ mỗi một lần ổng nói bậy nói bạ đó, ổng lên ổng tuyên bố một đường, thì cái phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc lại ra điều chỉnh lại, nói hồi nãy Tổng thống nói không đúng, chúng tôi xin tuyên bố lại đường lối của chính sách Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ là như vậy. Cho nên tất cả các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đều biết rằng Joe Biden là con bù nhìn, không có thực quyền điều hành. Và tôi muốn chứng minh mình hiện tại, quý vị biết không? Phái đoàn dân biểu nghị sĩ, tức là những người mà thượng nghị sĩ đang có mặt tại Bắc Kinh để làm cái gì vậy? Joe Biden liên tục cử những phái đoàn dân biểu nghị sĩ của đảng Dân Chủ cánh tả đi qua Bắc Kinh để mà dè dúa Tập Cận Bình. Để làm chi? Vì ông ta rất sợ Tập Cận Bình khởi quân đánh Đài Loan vào lúc này. Thì ông không biết cách điều hành và ông càng thân bại danh liệt. Cho nên quý vị thấy hiện giờ đó, coi như là một phái đoàn dân biểu nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã được Joe Biden điều đi qua đó để mà vuốt ve Tập Cận Bình làm ơn đừng có đánh Đài Loan trong lúc này. Mà quý vị thấy không, về mặt quân sự đó thì Joe Biden không nắm được từ ngày làm tổng thống. Mà về mặt quân sự, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ rất là cứng rắn. Khi mà tôi nói chuyện cách đây 3 ngày, tôi nói mà từ đây tới chiều mà Joe Biden còn ngủ á, không có nói chuyện đó, thì ông này coi như xong. Nhưng mà rốt cuộc tôi nói chuyện xong 1 tiếng đồng hồ sau thì ông có lên bài 5 phút, ông nói ông ủng hộ Do Thái. Nhưng mà về cái mặt quốc phòng của Hoa Kỳ ai điều hành quý vị không biết. Nhưng mà đã đưa ngay hàng không mẫu hạm số 5 đến tận cái khu vực biển Do Thái để mà bảo vệ liền. Quý vị thấy không? Tổng thống Hoa Kỳ á, thì lúc nào cũng vuốt ve tàu cộng, vuốt ve Tập Cận Bình. Nhưng mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lúc nào cũng đưa hàng không mẫu hạm để mà đi vào khu vực ngay giữa eo biển Đài Loan và Tàu Cộng. Cái cuộc bầu cử này nó quan trọng lắm quý vị. Vì nếu mà tổng thống mà mạnh mẽ, đầy đủ uy tín như là Donald Trump á, thì cái chủ tịch quốc hội nó không có giá trị gì hết. Vì còn có phó tổng thống nữa. Nhưng mà bây giờ ông tổng thống của mình là quý vị thấy rõ rồi. Toàn thể 11 người Mỹ bị giết chết ở tại Do Thái mà ông lại tổ chức ăn barbecue. Bây giờ tôi đem thí dụ của tôi cho các Phật tử nghe nha. Bây giờ tôi có làng Di Đà ở Texas, làng Di Đà ở Indo, và tôi có một cái cơ sở tại Tổ Đình ở thành phố Renton, Washington, và một cái Youth Center ở Olympia, và tôi có ở Fresno, và tôi có luôn cả ở bên Florida. Mà bây giờ đó tụi khủng bố, tụi homeless nó vào nó giết mấy người trong làng của tôi, mà tôi lại đi tổ chức ăn barbecue thì tôi còn có xứng đáng là người đứng đầu lãnh đạo một tổ chức tôn giáo không? Đừng nói gì là một tổng thống lãnh đạo siêu cường quốc Hoa Kỳ.
Cho nên mấy ngày qua quý vị biết không, báo chí Mỹ cánh tả và cánh hữu nó đều chữ. Duy nhất chỉ có bốn tên dân biểu cực tả là quý vị nhóm AOC của Hoa Kỳ đó. Trong đó tôi tạm không nói tên. Một tên đó là người Hồi giáo, người Phi Châu. Một tên là người Mỹ, gốc da đen. Một tên là người Mỹ. Là một tên nữa là tôi quên rồi, đó là bốn người. Họ là được dân biểu của Hoa Kỳ, được dân chúng Hoa Kỳ bầu lên để mà hoạt động phục vụ cho dân chúng Hoa Kỳ, quyền lợi dân chúng Hoa Kỳ. Mà họ lại xuống đường ở tại New York trong ngày Chủ nhật ngày hôm kia để họ ủng hộ cho tổ chức khủng bố Palestine. Mà họ quên rằng trong đó có 11 người Mỹ bị giết và hàng chục người đang bị coi như bắt làm con tin. Thì quý vị thấy đó, những người mà bầu cho dân chủ thì tôi nghĩ rằng á, tính đổi những cái người mà dân chủ cực tả họ cũng lên tiếng, họ nói hành động mà của bốn cái tên AOC mà đi ủng hộ cho tổ chức khủng bố Palestine, tổ chức Hồi giáo Hamas, thì bốn cái tên này không xứng đáng ăn tiền của quốc hội nữa. Vì họ là dân biểu của Hoa Kỳ mà họ lại ủng hộ tụi khủng bố. Thì quý vị nhớ, nếu mà cứ tiếp tục bầu cho bốn con nhỏ này đó thì vài bữa nữa một số dân biểu nghị sĩ của dân biểu của đảng Dân Chủ họ nói luôn á. Họ nói là vài bữa nữa đó, thì trong số 8 triệu người mà di dân vào mở cửa mà Biden mở đó, sẽ trong đó có hàng trăm ngàn khủng bố. Và nó sẽ hãm hiếp, nó giết chóc đồng bào Hoa Kỳ. Những gì xảy ra là Do Thái cũng sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ nếu chúng ta không dùng lá phiếu để trần ngay tất cả những cái tên mà như là Tổng thống Joe Biden và những cái tên mà dân biểu nghị sĩ mà ủng hộ khủng bố, ăn lương của dân tộc Hoa Kỳ, không phục vụ cho Hoa Kỳ mà phục vụ cho khủng bố. Mục đích tôi nói lên để cho các người trong hệ thống này dùng mấy ngàn lá phiếu của mình để chọn mặt gỡ vàng. Và quý vị biết không, cả thế giới đang theo dõi cái cuộc bầu cử chủ tịch quốc hội này trong ngày hôm nay. Theo tôi theo dõi thì tình hình hiện giờ có hai vị. Một cái ông là chủ tịch khối đa số, ông này thì hữu nhưng mà không có cực hữu. Đường lối ông Hòa, nhưng mà sức khỏe của ông này đó thì không có tốt, ông bị ung thư, cũng đang điều trị. Và một người nữa thì cực hữu. Nhưng mà hiện giờ đó, quý vị biết quốc hội Hoa Kỳ từ ngày thứ Bảy tới giờ họ không có ngưng làm việc. Họ liên tục họp để mà đưa người ra để mà điều hành quốc hội, chủ tịch quốc hội trong thời gian này rất quan trọng. Và bây giờ đó, nếu mà người ta đề cử ông Trump liền á, ông Trump nhận nó thì nó sẽ tạo ra chia rẽ trong đảng Cộng Hòa. Làm sao đạt được 118 phiếu đây quý vị? Cho nên á, đảng Dân Chủ thì không có quyền can dự trong cuộc họp này, vì đây là cuộc họp của khối đa số, tức là đảng Cộng Hòa mới được điều hành chức chủ tịch quốc hội. Và quý vị biết rằng nếu mà cuộc bầu này không ngã ngũ, thì đảng Cộng Hòa sẽ đưa tới cái con cờ kế tiếp, đó là đề nghị Tổng thống Donald Trump làm chủ tịch quốc hội. Nhưng mà ông Trump mà lên chủ tịch quốc hội thì tôi biết chắc rằng ông không thể nào mà nhận là long term, tức là một thời gian dài, mà ông chỉ nhận short term, tức là khoảng từ 60 ngày. Bây giờ là đầu tháng, giữa tháng 10, ông sẽ làm việc cho tới giữa tháng 11, hoặc là 90 ngày, chắc là giữa tháng 12. Sau đó Tổng thống Donald Trump sẽ coi như từ nhiệm chức chủ tịch quốc hội và ông trở lại con đường vận động tranh cử cho chức vụ tổng thống. Nhưng mà trong thời gian 60 ngày tạm thời này hoặc 90 ngày tạm thời này thì Donald Trump sẽ cứu được thế giới và cứu được nước Mỹ. Ông, quý vị, gần đây các đài truyền hình nó đã quay lại, nhất là những đài truyền hình cánh tả. Họ nói là 100% là Joe Biden sai và 100% là Donald Trump đúng. Họ chiếu lại cái cảnh thủ tướng của Do Thái Netanyahu ngồi bên Tổng thống Donald Trump. Bên phải là Ả Rập Saudi, bên trái là những cái nước thuộc khối Hồi giáo để ký những cái thỏa hiệp hòa bình. Trong thời gian Tổng thống Trump lên, ông đã đưa Do Thái và khối Hồi giáo trở lại như là đồng minh với nhau. Cho nên trong thời gian 4 năm, từ cái như là 1916 tới 2020, 4 năm đó không có một cuộc chiến nào xảy ra ở Trung Đông. Và cái lợi là lợi cho dầu hỏa được di chuyển dễ dàng. Các nước sản xuất dầu hỏa đã liên kết với nhau và không có tăng giá dầu thô. Thời kỳ đó một thùng dầu thô chỉ còn có 30-40 đô.
Và thời kỳ đó nước thiệt hại duy nhất là Iran không còn cung cấp tiền bạc, vũ khí cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo như là Hamas. Nhưng mà cả thế giới được yên bình. Thời kỳ đó Bắc Hàn không dám quỵ quọ với Tổng thống Trump, đi sau lưng Tổng thống Trump như một đứa con theo chân một người cha. Thời kỳ đó các nước ở Âu Châu không còn có lợi dụng Hoa Kỳ, và Tổ chức Liên Hiệp Quốc bị Tổng thống Trump dọa là sẽ không đóng góp tiền nếu còn làm những cái chuyện mà có hại cho thế giới, mà bắt Hoa Kỳ phải đóng tới 90% ngân sách. Cho nên quý vị ơi, cuộc bầu cử chủ tịch quốc hội này cả thế giới đang theo dõi, mà nhiều khi người Việt mình không nghĩ tới, nó rất quan trọng. Vì đưa cho một cái tên mà giống như là Reno, như là McCarthy, là chính phủ Hoa Kỳ sẽ bị Obama control. Và hàng trăm tỷ tiền thuế của dân tộc Hoa Kỳ đang thiếu thốn, bây giờ phải đổ vào cho viện trợ cho Ukraine với không điều kiện. Viện trợ cho tổ chức Hồi giáo Iran để mà nó tha hồ bắn giết những dân tộc tự do như là Do Thái. Cho nên á, cuộc bầu cử này nó quyết định, mặc dù rằng nó là nhân vật thứ ba, chủ tịch quốc hội Hoa Kỳ thứ ba, nhưng mà hiện tại bây giờ quý vị so coi, nó có quyền coi như là thông qua ngân sách, nó có quyền coi như là nó cung cấp, tổng thống ký cái lực cho tụi Hồi giáo bao nhiêu, cho tụi Palestine bao nhiêu, nhưng mà quốc hội có quyền nói là no, là không được cho. Quý vị thấy không, ông Joe Biden ông đưa cái danh sách 24 tỷ thì quốc hội của đảng Cộng hòa không thông qua, và bây giờ ông nói là ông xin 100 tỷ nữa. Mà nếu chủ tịch quốc hội kỳ này mà cấu kết theo cái kiểu McCarthy, đi âm thầm cấu kết với đảng Dân Chủ, thì dân Mỹ sẽ mất ngay 100 tỷ. Cho nên quý vị đừng giỡn, cái chuyện bầu cử tổng thống thì nó quan trọng, nhưng mà kỳ này đó chủ tịch quốc hội rất quan trọng. Vì một Joe Biden bù nhìn và một Harris cũng bù nhìn, thì chủ tịch quốc hội sẽ là nhân vật để mà lèo lái thế giới đi qua cơn sóng gió này. Nếu Hoa Kỳ mạnh, không nước nào dám bắt công dân Hoa Kỳ làm con tin. Nếu Hoa Kỳ mạnh, Iran không dám đuổi mà tổ chức bắn hàng 10 ngàn quả đạn vào Do Thái. Cho nên cuộc bầu cử này rất quan trọng. Nha. Kế đến là tôi nói gần đây Obama sau cuộc chiến xảy ra 3 ngày, tổ chức Hồi giáo Hamas tàn phá Do Thái, thì Obama mới lên tiếng là ủng hộ Do Thái. Tại sao vậy? Tại vì vừa ăn cướp vừa la làng, cho nên tại sao không la lên ngày đầu mà chờ tới 3 ngày mới la lên? Đó là chúng ta thấy tên ăn cướp, tên la làng, tức là Obama. Rồi bây giờ quý vị biết, khi mà cuộc chiến mà Do Thái đang tổ chức buổi lễ gọi như Music Festival, đang đi hội âm nhạc để chơi ở tại bệt trời trời, thì nó nhào qua, nó tấn công từ bờ biển, tấn công từ trên không, tấn công từ biên giới, nó giết hàng trăm hàng ngàn người Do Thái. Thì Do Thái, đại diện Do Thái từ Liên Hiệp Quốc mới đánh điện gọi kêu cứu với cái tổ chức kêu là Security Council của United Nations. Thì cái ông mà coi như lãnh đạo cái tổ chức an ninh thế giới của Liên Hiệp Quốc, ông nói cuộc chiến giữa Hồi giáo và Iraq ông không liên hệ tới, tổ chức Liên Hiệp Quốc không có dính líu tới. Nhưng mà hôm qua là nay đó, khi mà Do Thái đã tuyên bố là chiến tranh giữa Hồi giáo và có chính nghĩa, chúng tôi đang hòa bình, chúng tôi đang tổ chức lễ hội, thì nhào qua đánh dân chúng tôi, giết đàn bà con nít, hãm hiếp phụ nữ, bắt cóc đủ thứ những người vô tội, không có mảnh đất, không có một mảnh súng trên tay. Thì như vậy đó, thì nó lại lên tiếng, cái thằng cha mà Security Council của Liên Hợp Quốc nói là phải ngừng ngay vì vi phạm nhân quyền. Cho nên Do Thái nó, ủa, ngày đầu tôi đến điện kêu cứu, thì ông nói là tổ chức Liên Hợp Quốc không dính líu gì tới vấn đề này, đây là chuyện nội bộ của Do Thái và Hamas. Cho nên cái vấn đề này quý vị thấy rằng, mà Do Thái bây giờ họ đã cắt điện, cắt nước và cắt nhu yếu phẩm của cái dải đất Gaza. Tôi nói rõ cho mấy cụ già biết, dải đất Gaza này nó không có lớn, nó chiều dài nó khoảng 25 mai và chiều ngang khoảng 7 mai. 25 mai và 7 mai nó nhỏ lắm, nhưng mà nó trong đó nó có khoảng 2,5 triệu 3 triệu người Palestine Hồi giáo. Mà tổ chức Hồi giáo là cái gì mà Do Thái đòi tiêu diệt khó lắm? Nó cũng giống như là Mặt trận giải phóng miền Nam ngày xưa vậy đó. Ban ngày thì những người nông dân ở những cái vùng sâu đậu,
ở những cái vùng chiến khu D, họ vẫn ăn cơm quốc gia, vào ban đêm thì họ lại là mặc áo du kích họ đi đánh, coi như là đặt mình đó, những cái tuổi mặt trận giải phóng đó, nó y chang vậy đó. Cho nên ngày xưa cái tên tướng Độc Nhãn Long đó, nó mới nói với Việt Nam Cộng Hòa rằng muốn thắng Việt Cộng phải cho dân Việt Nam sống với Cộng sản, rồi sau này mới thắng được. Bởi vậy tôi bảo đảm quý vị, sau này khi mà đổi đời trở lại rồi thì không có một tên Việt Cộng nào mà sống sót được, không có một tổ chức nào mà đào hầm là gia đình, nghĩa là nuôi cách mạng có được. Đó là cái mà tướng Độc Nhãn Long Do Thái đã nói. Cho nên nó tổ chức Hồi giáo nó 3 triệu người, làm sao mà Do Thái giết được hết? Nhưng mà đây mục đích nó không phải là nó giết đâu, làm sao bắt được? Nó là dân Palestine. Ban ngày thì nó ăn tiền viện trợ của Mỹ, viện trợ của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà ban đêm á, thì nó mặc đồ, nó bịt mặt rồi nó đi cầm súng AK, nó đi khủng bố. Cho nên làm sao giết được hết 3 triệu. Nhưng Do Thái dàn 300.000 quân và chuẩn bị tổng động viên để đánh dồn chi? Giờ nó cô lập chi? Nó cúp điện, nó cúp nước và cúp lương phẩm để làm chi? Cúp điện, cúp nước, nhu yếu phẩm thì không, internet không xài được. Internet không xài được thì bắt đầu mọi nguồn thông tin liên lạc tắt hết. Cho nên những cái tuổi nào mà nó dùng máy đèn nó chạy được để nó phát sóng đó, thì chỗ đó F-16 của Do Thái bắn liền. À, chỗ nào mà có máy điện chạy, chỗ nào mà tất cả dân dân làm sao mà có đủ điện để chạy, nó cúp hết mà. Mà tổ chức nào mà vẫn có thể rên được những cái làn internet, vẫn thể phát sóng, thì chỗ đó là ăn ngay bom của F-16 Do Thái. Nhưng mà nó không thể giết được hết đâu, nó giết chỉ vậy. Nhưng mà mục đích bây giờ nó đưa những lực lượng biệt kích đặc nhiệm đi vào trong khu Gaza, bây giờ nó là bao vây hết rồi. Cái mảnh đất 25 mai chiều dài và 7 mai chiều ngang đã bị quân đội Do Thái bao hết rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, nó không cho Liên Hợp Quốc vào nữa. Liên Hợp Quốc xin vào, nó nói no. Hồi đó chúng tôi đánh công điện thì mấy ông nói là không liên hệ gì tới cái chuyện chiến tranh giữa Hamas và Do Thái. Phải không? À, ông Security Council của Liên Hợp Quốc nói vậy, bây giờ thì không có vô nữa. Mấy ông nói mấy ông không liên hệ mà. Cho nên á, mục đích của nó là nó đưa biệt kích vào để nó ra tìm những cái kho vũ khí, những cái kho quả tiễn. Từ trong cái kho quả tiễn đó, nó sẽ có để là mess làm tại đâu, cái vũ khí này làm từ ngày nào, nó có đóng dấu trên đó và nguồn gốc từ Iran hay từ Bắc Hàn hay từ Nga. Mà chắc chắn là từ Iran, tại vì Iran nó chính thức, nó nói là nó là ủng hộ tổ chức Hamas Hồi giáo. Thì khi mà nó lấy được những cái kho vũ khí đó rồi, nó quay phim chụp hình. Bây giờ Do Thái đã có chính nghĩa, giống như Hoa Kỳ có chính nghĩa ở trận Trân Châu Cảng. Cũng như Hoa Kỳ năm 2001 thì vụ 911 đó, Bin Laden đã đánh vào hai tòa cáo Hoa Kỳ, giết 3.700 người Hoa Kỳ. Thì Tổng thống Bush con lúc đó đưa quân qua đánh Iraq mà không ai dám nói. Trân Châu Cảng Nhật Bản đánh vào trong cái quần đảo Hawaii và sau đó ăn hai trái bom nguyên tử mà thế giới không dám lên án, gì là Hoa Kỳ không phải là người đánh trước, và Do Thái trong ngày lễ Festival Music đã bị đánh trước, cho nên Do Thái bây giờ được sự hậu thuẫn của thế giới. Những cái nước cực tả như Ý, như Pháp, như Đức mà cũng phải lên tiếng ủng hộ Do Thái, kể cả Tập Cận Bình mà cũng phải lên tiếng ủng hộ, vì họ không thể nào làm sai cái đó được nha. Và bây giờ mới thấy hàng loạt các cái dân biểu, nghị sĩ, cánh tả đồng loạt lên tiếng là lên án tổ chức Hồi giáo Hamas. Vì họ sợ cái lá phiếu này và họ sợ cái chuyện mà ngu ngơ cái bữa ăn barbecue của Joe Biden, trong khi 11 người dân Hoa Kỳ đã bị phơi xác, bị cái tụi Hồi giáo nó giết hại trong cái cuộc mà trình diễn văn nghệ, Tết văn nghệ tại bên Do Thái. Cho nên đối với sư phụ đó, thì sư phụ nói để cho quý vị biết là chúng ta có nên ủng hộ như dân biểu, nghị sĩ của đảng Dân Chủ có lập trường ủng hộ khủng bố và bảo vệ khủng bố, hay là chúng ta lại sử dụng lá phiếu của chúng ta để bầu cho Tổng thống Donald Trump, để bầu cho cái dân biểu, nghị sĩ Cộng Hòa, để chúng ta không đi vào con đường mà đen tối như 2.5 năm qua Joe Biden đã tàn phá nước Mỹ, đã tàn phá thế giới. Trân trọng kính chào.